Chào các bạn học sinh lớp 4 đến với tiết học mỹ thuật với chủ đề Ngày hội mùa xuân. Bài vẽ tranh đề tài sinh hoạt trồng cây. Quan sát nhận xét, em quan sát một số hoạt động trồng cây trong các hình ảnh sau. Trên đây là một số hình ảnh thầy đã sưu tầm về các hoạt động trồng cây của các bạn học sinh, của bác Hồ. Và đây nữa là một số hoạt động trồng cây của các bậc lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị nhà nước đó các em ạ. Tiếp theo nữa là hoạt động trồng cây của các bạn học sinh tại các khu di tích lịch sử đó các em. Và đây nữa là một hoạt động trồng cây của các cựu chiến binh tổ chức về nguồn nữa các em ạ. Và không những bậc lớn tuổi thiếu nhi mà các em nhỏ tuổi cũng tham gia Tết trồng cây nữa đó các em. Nhận xét, quan sát bức tranh trên, ta thấy được rất nhiều hoạt động trồng cây từ mọi người, mọi lứa tuổi và cây được trồng ở khắp mọi nơi, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống nha các em. Cách vẽ. Bước 1, chúng ta phát thảo ra bố cục có mảng chính, mảng phụ. Thứ hai, chúng ta vẽ thêm hình ảnh vào cho bức tranh trở nên đẹp hơn. Bước 3, chúng ta vẽ màu và thêm nhiều chi tiết khác nữa để cho bức tranh trở nên chặt chẽ và có bố cục đẹp nha các em. Và cuối cùng là chúng ta tô màu ha. Đó, sau khi tô màu xong thì chúng ta được một bức tranh rất là đẹp về chủ đề sinh hoạt trồng cây nha các em. Trước khi vào bài, thầy mời các em tham khảo một số bức tranh cùng chủ đề về sinh hoạt trồng cây nha các em. Rất là đẹp ha. Thực hành, em hãy vẽ một bức tranh đề tài sinh hoạt trồng cây vào giấy trắng A4 trong vở luyện tập mỹ thuật nhé. Các em nhớ chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau nha các em. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi.